Chào đón em đến với bài giảng môn công nghệ lớp 6, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Trong bài giảng này sẽ có các đáp án cho các câu hỏi ở video trước đã nêu ra. Bài giảng đầu tiên có tên chủ đề là khái quát về nhà ở. Sau khi học xong bài này, các em sẽ nêu được vai trò của nhà ở. Chúng ta nêu được đặc điểm chung của nhà ở, nhận biết được một số kiến trúc nhà ở đặc trưng của Việt Nam. Để xem các công trình sau đây, các em sẽ nhận biết công trình nào thuộc công trình nhà ở. Để đưa ra 7 cái công trình. 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7. Và trong 7 công trình đó, công trình thứ nhất là nhà máy bèn. Thứ hai là chợ Bến Thành ở thành phố Hồ Chí Minh. Công trình thứ ba là nhà sàn của các dân tộc thiểu số vùng cao. Công trình thứ tư là chùa Thiên Ngũ ở Cố đô Huế. Công trình thứ 6 là bưu điện Hà Nội ở Hà Nội. Công trình thứ 7 nhà biệt thự. Công trình thứ 8 là trường học. Vậy thì trong 7 công trình này, công trình nhà ở đó là nhà sàn, nhà máy bèn và biệt thự. Và nhà ở thì khoảng 8.000 năm trước, con người đã bắt đầu biết làm nông nghiệp. Sự ra đời của nông nghiệp để cho nó việc con người ít dịch chuyển hơn. Khi đó các khu dân cư dần được hình thành và nhà ở bắt đầu được chú ý và mang tính nhân đạo hơn. Và cuộc sống con người sẽ như thế nào nếu như không có nhà ở? Nếu như chúng ta không có nhà ở thì chúng ta sẽ không có nơi trú ngụ nữa, nơi ẩn náu, nơi ở, sẽ không tránh khỏi những yếu tố xấu của thời tiết như là mưa to, gió lớn, nắng nóng, thời tiết lạnh giá. Không có chúng ta chỗ chúng ta ngủ nghỉ, không có chỗ ăn uống, giải trí, cắm dẹt và học tập vân vân. Đó là các nhu cầu về vật chất, văn hóa, tinh thần của con người. Như vậy nhà ở nó là trú ngụ của con người và sinh hoạt của con người, bảo vệ con người tránh những ảnh hưởng xấu của thiên nhiên, xã hội, và là nơi đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của con người về vật chất, văn hóa và tinh thần. Nhà thì tại Việt Nam, nhà ở có đặc điểm chung gì và có những đặc điểm nào? Nhà ở theo kiến trúc xưa thì thường ở tường nhà có thép bằng gỗ, được trát đếp đất, có hệ thống cửa bức màn hay là cửa khối. Về hình thức bên ngoài của ngôi nhà rất mộc mạc giản dị. Nhà tường sau bình gạch lập ngói âm dương, chỉ là mái dốc thường tí. Nhà trong bức tranh, những bức tranh này nhà ở đơn sơ giản dị, bằng gỗ, bằng đất đất, mái có thể là bằng mái lá, mái ngói. Và đặc điểm của nhà ở Việt Nam, đặc điểm nhà ở Việt Nam có thể là nhà cổ xưa như thế này, nhà sàn, nhà mặt phố hoặc là nhà biệt thự. Đối với những người sống bề sông nước, người sản xuất sông nước như chài lưới, chở đò thì thường lấy ngay thuyền bè để làm nhà ở. Đó là các nhà thuyền, nhà bè mà nhiều gia đình tụ tập bên nhau ở thành xóm chài, làng chài. Đó là đặc điểm nổi bật của nơi có vùng sông nước như đồng bằng sông Cửu Long chẳng hạn, và nhà nổi. Tiếp theo là nhà sàn, chính là một kiểu nhà rất phổ biến ở Việt Nam từ thời Đông Sơn. Nó kết hợp với cả miền sông nước, cả miền núi. Nó không chỉ là tác dụng đối với đối phó với môi trường sông nước ngập lụt quanh năm, mà còn có tác dụng đối phó với thời tiết mưa nhiều, lũ lớn ở rừng miền núi, ngập lụt định kỳ ở vùng thấp, vì khí hậu nhiệt đới có độ ẩm cao và hạn chế ngăn cản công trình hoặc thu giữ như là ruồi, muỗi, sâu bọ, rến rết, cá sấu, hổ báo, v.v. Hoặc là những ngôi nhà hiện đại, nhà có kết cấu chịu lực, nhà được làm từ gỗ hoặc gạch với thời gian sử dụng lâu dài và từ trên 30 năm, và có tường bao che chắn và các bức tường ngang làm bằng gạch hoặc bằng rào cây. Trong nhà thì hệ thống mái nhà
thành lọc lọc thành các chất liệu như ngói, lọc lọc xi măng. Công học thành là đơn giản là phi múa đông nạ. Đối với những vùng nông thôn thì người ta có thể lọc bằng những vật liệu đơn giản như là chi, múa đông nạ. Còn những vùng thị xã, thị trấn như là thành phố thì người ta dùng các vật liệu như là tôn, ngói hoặc là tấm lọc xi măng. Tìm hiểu về vai trò của nhà ở. Ngày xưa con người sống nhờ hoạt động săn bắn hái lượm, và nơi trú ngụ con người là thường là các hang đá, hang động. Việc săn bắn hái lượm là những thứ có sẵn trong tự nhiên, khiến con người phải di chuyển liên tục từ vùng này đến vùng khác. Mục đích di chuyển đó là để tìm những thú hoang, săn bắn những thú hoang, rồi ở trong các hang động, hang đá để săn bắn hái lượm, để đi khắp nơi để tìm kiếm thức ăn. Trong ngày nay thì khi bắt đầu làm nông nghiệp, con người trở nên ít dịch chuyển, và nhu cầu sử dụng nhà và các khu vực dân cư sẽ được hình thành. Người ta xây dựng nên những ngôi nhà cố định để ở, sinh sống, làm ăn, mua bán, sinh hoạt. Tại những nơi cố định, không còn di chuyển từ vùng này sang khác ngoài sống ở trong các hang đá, hang động nữa. Chương mục khám phá. Khám phá về vai trò của nhà ở. Quan sát hình một có một là hình một trong một cho biết vì sao con người cần nhà ở. Trong hình một trong một này có 7 cái, có 6 cái hình nhỏ, thì ở có 6 hình nhỏ. 6 nội dung A, B, C, D, E, G. Trong mỗi nội dung sẽ nêu lên những vai trò nhỏ của nhà ở. Trong hình thứ nhất, chúng ta thấy ngôi nhà, một em bé đang vô rất vui mừng thì thấy người bố hoặc là đây có thể là người anh đi về nhà, và trên tay còn một cành hoa đào rất tươi đẹp. Qua hình ảnh trên nó lên nhà ở sẽ tạo nên cảm giác thân thuộc, gần gũi với các thành viên, tạo nên niềm vui cho các thành viên. Trong hình B, đó là một bữa cơm bữa ăn gia đình hàng ngày, tụ tập các thành viên. Thì có những bữa cơm ấm cúng, tụ tập đầy đủ các thành viên nói chuyện vui vẻ. Hình xe một ngôi nhà với thời tiết nó là lúc nắng rất nóng, nắng nóng. Nghe hình ảnh này nó là vai trò của nhà, là giúp tránh khỏi, giúp con người tránh khỏi những ảnh hưởng xấu của thiên nhiên như là nắng nóng. Mình tạo cảm giác yên bình, không khí trong mình an toàn hơn. Ở trong nhà cảm giác an toàn, tránh được nắng nóng. Đây là quan cảnh các thành viên trong gia đình ngồi trước cái TV để xem chương trình giải trí. Hình ảnh này nói lên là các bữa sau bữa những bữa ăn, bữa cơm, buổi hoạt động hàng ngày, làm việc, các thành viên tụ tập bên nhau cùng xem TV giải trí, đáp ứng nhu cầu của người đó. Tinh thần của con người, các thành viên. Trong hình Y, có nhà với cái cảnh mưa to, gió lớn và sấm chớp. Cảnh này, hình ảnh này nó là nhà ở, nó là nơi trú ngụ an toàn của người khi thiên tai xuất hiện, mưa bão, mưa to, gió lớn. Hình G, đó là hình ảnh một bạn trai đang nằm ngủ yên giấc, rất yên. Điều đó nghĩa là nhà ở là một nơi con người nghỉ ngơi sau những ngày làm việc mệt nhọc, học tập mệt mỏi. Như vậy nhà ở nó là công trình xây dựng mới của cách ở, giúp bảo vệ con người trước những tác động xấu của thiên nhiên, xã hội, phục vụ các nhu cầu sinh hoạt của cá nhân và hộ gia đình. Nhà ở điểm đến cho con người cảm giác thân thuộc, ở đó mọi người có thể cùng nhau tạo niềm vui, cảm xúc tích cực. Nhà ở cũng là nơi đem đến cho con người cảm giác rất là riêng tư. Vậy qua phần này chúng ta sẽ có một câu hỏi. Nhà ở có vai trò vật chất vì sao? Có 4 đáp án. A. Nhà ở là nơi để con người nghỉ ngơi, giúp con người bảo vệ con người trước những tác động xấu của thời tiết. Đáp án B. Nhà ở là nơi để mọi người cùng nhau tạo niềm vui, cảm xúc tích cực. C.
Nhà ở là nơi đem đến con người cảnh giác và thuộc. D. Nhà ở là nơi đem đến cho con người cảm giác rất riêng tư. Và đáp án đúng sẽ là nhà ở có vai trò vật chất, vì nhà ở là nơi để con người nghỉ ngơi, giúp bảo vệ con người trước tác động của thời tiết. Điểm chung của nhà ở, phần thứ nhất là cấu tạo. Cấu tạo của nhà ở là gồm có móng nhà, sàn nhà, khung nhà, tường nhà, mái nhà và cửa ra vào. Lại với cấu tạo này, chúng ta sẽ trả lời xem trong cái hình 1.2 các thành phần của nhà ở như 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thì trong các thành phần 7 thành phần này, thành phần nào là móng nhà, sàn nhà, khung nhà, tường nhà, mái nhà, cửa ra vào, cửa sổ, vân vân. Và đáp án của câu trả lời đó là nói hôm nay đó là cửa ra vào, cửa lớn, cửa sổ, tường, những bức tường bao quanh, mái nhà, khung, khung nhà, sàn nhà hay gọi là nền, là nhà và móng nhà, móng ở phần dưới mặt đất. Với cái thành phần đó thì nhà ở này phần trên đó là mái nhà, cửa sổ, cửa lớn, và phần móng nhà là phần ở dưới mặt đất. Cách bố trí không gian bên trong nhà ở. Vì con người làm nông nghiệp cho nên sản xuất lương thực thực phẩm người còn nhiều, nên việc xây dựng ngoài mục đích ở, con người đã bắt đầu cất giữ lương thực và xây dựng các khu vực chức năng khác như để chăn nuôi gia súc và mở rộng các khu vực chức năng khác nhau, như là khu vệ sinh, khu ngủ nghỉ, v.v. Vậy nhà thì nhà ở được phân chia thành các khu vực chức năng riêng biệt, như là khu vực sinh hoạt chung, khu vực sinh hoạt chung, khu vực nghỉ ngơi, khu vực thờ cúng, khu vực nấu ăn, khu vực vệ sinh, v.v. Trong hình 1.3 có 5 cái nội dung, có 5 khu vực. Hãy cho biết 5 khu vực trên, khu vực nào là khu vực nấu ăn, khu vực nào là khu vực phòng khách, phòng ngủ, phòng vệ sinh, khu vực vệ sinh, khu vực thờ cúng, khu vực nghỉ ngơi, v.v. Và câu trả lời sẽ là khu vực này là khu vực nghỉ ngơi. Khu vực nghỉ ngơi thì có giường ngủ nè, có giường ngủ. Khu vực thờ cúng thì có các bàn thờ. Khu vực sinh hoạt chung có một bàn ghế. Khu vực vệ sinh, nơi chúng ta vệ sinh. Khu vực nấu ăn có bếp ga, bồn. Ngoài hai điểm trên thì nhà ở còn mang tính chất vùng miền, thuộc vào các yếu tố như là địa lý, khí hậu, kinh tế, văn hóa và xã hội. Những ngôi nhà riêng biệt ở những khu vực khác nhau thì sẽ khác nhau. Và nhà ở sẽ có đặc điểm chung gì? Có 4 đáp án: A. Kiến trúc và màu sắc. B. Cấu tạo và phân chia các khu vực chức năng. C. Vật liệu xây dựng và cấu tạo. D. Kiến trúc phân chia và kiến trúc phân chia các khu vực chức năng. Và đáp án đúng sẽ là B. Nhà ở có đặc điểm chung là nhà ở có cấu tạo và phân chia các khu vực chức năng. Và hãy điền những khu vực chức năng trong ngôi nhà tương ứng với những mô tả ở bảng 1.1. Ở đây có 3 khu vực. Khu vực 1 được mô tả là nơi thể hiện niềm tin tâm linh, niềm tin tâm linh của con người. Nhà khu vực chức năng này là khu vực này gì? Khu vực thứ 2 được mô tả là nơi thường được bố trí riêng biệt yên tĩnh để ngủ, thì nơi đây là khu vực chức năng gì? Khu vực thứ 3 được mô tả là nơi để gia chủ tiếp khách và các thành viên trong gia đình trò chuyện với nhau, thì khu vực này là khu vực chức năng gì? Chị đã bán sẽ là khu vực 1 là khu vực thờ cúng. Thì khu vực thờ cúng là nơi thể hiện niềm tin tâm linh của con người. Khu vực thứ 2 là khu vực phòng ngủ, là
nghỉ ngơi, là nơi con người được bố trí riêng biệt. Nó là nơi thường được bố trí riêng biệt, yên tĩnh để ngủ. Và khu vực thứ ba là khu vực cấp hay là khu vực sinh hoạt chung. Đó là nơi gia chủ tiếp khách và các thành viên trong gia đình trò chuyện vui vẻ với nhau. Và tập số 4, câu 4, hãy sử dụng các đồ vật dưới đây để sắp xếp vào các phòng sao cho phù hợp với một gia đình có bố mẹ và hai người con. Các đồ vật đó là giường ngủ, giường tầng, tủ quần áo, bếp điện, bàn ghế học sinh, chậu nước mát, chậu nước mát, tivi, bàn ăn, bàn ghế sofa. Thì trong các khu vực của phòng nhà ở được phân chia, ví dụ như là đây là phòng ăn, đây là phòng vệ sinh, đây là phòng ngủ và đây là khu vực sinh hoạt chung. Thì với 10 đồ đạc trên thì đồ đạc nào được xếp vào phòng ăn, phòng vệ sinh, phòng ngủ và khu vực sinh hoạt chung? Và đáp án sẽ là phòng bếp thì được xếp là bếp điện này, chậu rửa bát và bàn ăn. Phòng vệ sinh thì được xếp là chậu rửa mặt. Phòng ngủ được bố trí là giường trần, giường ngủ và tủ quần áo. Khu vực sinh hoạt chung được xếp là bàn ghế sofa, tivi, bàn ghế học sinh. Tiếp tục chuyên mục khám phá quan sát nhìn một trong bốn này có bốn hình ảnh A, B, C, D. Hãy nhận biết những khu vực chức năng nào trong ngôi nhà trên. Và đáp án sẽ là hình A, đó là phòng khách. Khu sinh hoạt chung, bởi vì phòng khách là gồm có bộ bàn ghế này, bàn ghế để chúng ta tiếp khách, nơi sinh hoạt chung của các thành viên trong gia đình ngồi vui vẻ trò chuyện với nhau. Hình B, đó là phòng ngủ, bởi vì ta quan sát phòng cảnh này, cái phòng này có giường ngủ, có giường. Hình C, đó là cái phòng bếp. Cái phòng bếp thì gồm có cái đồ vật như là công cộng này, bồn rửa bát này, kệ để chén, vân vân. Và hình D, đó là phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh thì gồm có cái đồ vật là chậu rửa mặt này, bồn rửa mặt này, bồn cầu này, vân vân. Nhà ở Việt Nam, theo lịch sử, kiến trúc nhà ở Việt Nam được tính từ thời kỳ khởi dựng đất nước, thời kỳ vua Hùng, năm 207 trước Công Nguyên. Trước thời gian đó, với nền văn hóa mênh mang Âu Lạc, có trình độ kỹ thuật đất đồng nổi tiếng và thời kỳ văn hóa Đông Sơn. Ở thời kỳ này, qua các di tích khảo cổ, đặc biệt là trên mặt trống đồng Ngọc Lũ, còn ghi lại nét sinh hoạt thời xưa, những kiểu những loại nhà sàn, đó là kiến trúc truyền thống lâu đời phù hợp với môi trường thiên nhiên của đất nước và giống rõ nét nhất của nền kiến trúc của Việt Nam. Còn để lại cho đến nay phải để kể đến đó là đời Lý, đời Trần, đời Hồ, đời Lê, đời Tây Sơn, đời Nguyễn. Và ngày nay với di tích kiến trúc này đã trải qua những biến động của lịch sử, của chiến tranh và khí hậu nóng ẩm nên cũng đã có tình trạng không còn nguyên vẹn nữa. Nhà ở Việt Nam, kiến trúc thứ nhất đó là nhà ở nông thôn. Đặc điểm nhà ở nông thôn, một số khu vực chức năng trong nhà ở truyền thống thường được xây tách biệt. Ví dụ như các khu vực nhà bếp, nhà kho sẽ được xây tách biệt với khu nhà chính ở phía sau. Bếp thì phía sau, còn nhà chính phòng khách là xây ở phía trên. Tùy điều kiện của từng gia đình mà các khu vực chính đó có thể được xây 3 gian, 5 gian. Các gian nhà thì được phân chia bằng hệ thống tường và cột nhà. Cái gian từ gian ở đây có nghĩa là phòng, là ngăn phòng, căn phòng. Nhà ở này nó là nhà ở nông thôn truyền thống ở đồng bằng Bắc Bộ. Nhà rất đơn giản giản dị, rất đơn giản. Đây là nhà ở nông thôn Bắc Bộ. Đây là những hình ảnh về nông thôn Trung Bộ, nhà nông thôn Trung Bộ.
hình ảnh về nhà ở Đông Cung, Nam Bộ. Loại nhà thứ hai là nhà ở thành thị. Nhà ở thành thị thì chia thành loại thứ nhất là nhà ở thành phố. Đặc điểm nhà ở thành phố là ở đô thị với đặc điểm mật độ dân cư cao. Giải pháp trong kiến trúc nhà thành phố chú trọng đến việc tiết kiệm đất, tận dụng không gian theo chiều cao, nên thường được thiết kế nhiều tầng để tận dụng đất. Bên cạnh đó thì tận dụng ưu thế mặt tiền, nhà mặt phố được thiết kế để vừa ở và vừa kinh doanh mua bán. Nhà mặt phố vừa ở mặt tiền phía trước là có đường người ta để hoạt động kinh doanh sản xuất mua bán, nhằm mục đích là xây dựng nhiều tầng để tiết kiệm đất này, vừa ở vừa kinh doanh mua bán. Loại nhà thứ hai là nhà chung cư. Địa điểm nhà chung cư được xây dựng để phục vụ cho nhiều gia đình, do đó nhà nước đã tổ chức thành không gian riêng cho từng gia đình, được gọi là các căn hộ. Và không gian chung cư như là khu để xe, khu mua bán, khu sinh hoạt cộng đồng. Và nhà ảnh 107 này là nhà chung cư cao tầng, được bố trí cho nhiều gia đình cùng ở trong cái khu chung cư này. Trong khu chung cư này có công viên, có sinh khu sinh hoạt chung, rồi có nhà để xe, có khu vực mua bán, vân vân, siêu thị, vân vân. Gian nhà, gian nhà nó rất là phần không gian bên trong nhà được giới hạn bình các hàng và cột tường. Nhà mỗi cái gian, mỗi ngăn thì được ngăn cách bởi tường, tường là các góc cột. Đấy, là các gian nhà, gian phòng. Mỗi gian phòng được ngăn cách ra. Đây là nắng về nhà ở thị trấn. Nhà ở thị xã. Nhà ở thị xã. Nhà ở thành phố. Nhà thành phố. Các nhà ở khu chung cư. Nhà ở chung cư. Khu chung cư. Qua đặc điểm đó thì chúng ta chỉ có kho số 8 trong sách. Có một cái tin rao bán nhà trên báo được tin như sau: cần bán một cái ngõ có 2 mét thoáng, diện tích 79 mét vuông, có 3 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh. Tòa nhà có 2 tầng, hầm để xe, có xu hợp, có khu sinh hoạt cộng đồng. Vậy thì nhà bán này có mấy phòng chức năng và thuộc loại nhà nào? Tôi sẽ lời sẽ là nhà ở này có 5 phòng chức năng, có 3 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh. Nhà này thuộc là nhà ở chung cư, bởi vì nhà ở chung cư thì có khu sinh hoạt cộng đồng và có tầng hầm để xe. Khu chung cư thì mới có tầng hầm để xe và cái khu sinh hoạt cộng đồng như là siêu thị, là công viên, sân thể dục thể thao, vân vân. Và thứ ba là nhà ở các khu vực đặc thù. Đó là một là nhà ở nhà sàn. Ở nhà sàn, đặc điểm nhà sàn nó một kiểu nhà được dựng trên các cột hết trên mặt đất, phù hợp với đặc điểm về địa hình, tập quán sinh hoạt của người dân. Với một kiểu sinh hoạt này thì nhà sàn được chia thành hai vùng không gian sử dụng. Phần sàn nhà là khu vực sinh hoạt chung để ở và để nấu ăn. Nhà sàn ở vùng cao, phần dưới thường là nơi cất giữ công cụ lao động. Đó là nói về mô tả nhà sàn. Một có hai phần dưới là người ta dùng cách lắp cột để xây nhà, nằm trên cấu cột trên mặt đất. Ở trên này là nó ở nấu ăn sinh hoạt, dưới là cất giữ dụng cụ, nữa là một phòng chính thu rừng, thu hoa thu rừng. Nhờ các gốc cột cao mà các thu hoa không có tấn công con người thì ở đây. Đây là nhà sàn. Các nhà sàn của các khu vực núi. Nhà rông cũng là một cái hình thức nhà giống như nhà sàn, được ở vùng núi hoặc là vùng Tây Nguyên. Và nhà thứ hai là nhà nổi. Nhà nổi là một kiểu nhà thiết kế có hệ thống phao dưới sàn nhà, giúp nhà nổi lên một bước. Nhà nổi này có thể là di động hoặc là cố định tại một chỗ. Ví dụ như là hình một cánh chính, đó là nhà nổi ở đồng bằng sông Cửu Long.
như nhà nổi này chỉ phù hợp với khu vực sông nước như là ở đồng bằng sông Cửu Long chẳng hạn. Nhà nổi bên dưới ngôi nhà người ta dùng các phao, có thể là dùng phao hoặc dùng cái thùng khi khi nước nổi, nước lên thì nhà sẽ nổi lên mặt nước. Nhà này có thể là cố định là một chỗ nè, có thể di động cho mặt nước. Đặc điểm kiến trúc nhà ở một số vùng miền Việt Nam lúc nãy đã giới thiệu rồi, đó là nhà sàn ở vùng Tây Bắc, là một kiến trúc nhà đơn giản phù hợp với miền núi thung lũng, những vật liệu tự nhiên như gỗ nứa, gỗ tranh, những kỹ thuật xây dựng được tích lũy qua nhiều thế hệ. Nhà được xây bằng gỗ lợp bề mái lá gỗ tranh và lá, và nhà bếp gỗ. Đây là một loại nhà đặc trưng khu vùng đồng bằng trung du, với nội thất gỗ trang trí rất cầu kỳ. Đây chỉ là không gian bên ngoài. Nhà ở mái lá miền Trung với kiến trúc hai lớp mái và vật liệu được xây dựng từ đất tùy lá. Đây là nhà được phù hợp với điều kiện thiên nhiên miền Trung, vừa nắng nóng vừa mưa nhiều. Và nhà thứ hai tiếp theo nữa là nhà Nam Bộ Ba Giang hai mái, đặc trưng mang các phóng khoáng đời sống của người Nam Bộ. Và câu nội dung này chúng ta chỉ có một câu hỏi số 5. Hãy chọn những đáp án có các biểu đúng về nhà ở. Câu này có 5 đáp án, chúng ta có thể chọn 1 đáp án, 2 đáp án, hoặc 3, 4 đáp án, 5 đáp án. Nếu những đáp án nào đúng thì chúng ta chọn hết. Đáp A, đặc điểm của nhà phụ thuộc vào điều kiện kinh tế, văn hóa, vị trí địa lý, miền. Đáp B, các khu vực chức năng trong nhà thường được xây dựng rất chuyên nghiệp. C, nhà ở và phố thường được thiết kế các tầng để tận dụng không gian theo chiều cao. Đáp D, các không gian trong từng căn hộ chung cư được tổ chức thành các không gian công cộng. E, nhà sàn các dân tộc miền núi là một kiểu nhà được dựng trong các cột trên mặt đất để tránh phủ rừng. Mà đáp án sẽ là A, C và E. Nhà ở sẽ mang đặc điểm của nhà phụ thuộc vào điều kiện kinh tế, văn hóa, vị trí địa lý, vùng miền. Nếu nhà ở mặt phố thì đường thiết kế các tầng để tận dụng không gian theo chiều cao. Nhà sàn của các dân tộc thiểu số miền núi là một kiểu nhà được tận dụng, được xây dựng trên các cột trên mặt đất để tránh thu rừng. Chuyên mục kết nối năng lực, chúng ta hãy sử dụng internet, mạng internet hoặc qua các sách báo v.v. để tìm hiểu thêm về điểm kiến trúc nhà ở các vùng miền khác nhau Việt Nam, nước ta, và một số hình ảnh về các kiểu nhà ở miền Bắc. Nhà ở miền Bắc nông thôn thời xưa thường có ít nhất là 3 gian mái nhà có độ dốc lớn, phần lớn là để thoát mưa, một phần dành không gian cho nó để cất giữ lương thực. Nhà ở miền Bắc. Nhà miền Trung, kiến trúc nhà truyền thống miền Trung của người Việt Nam thường rất đơn giản. Trong khuôn viên nhà thường được bố trí liên hoàn gồm sân, nhà, vườn, ao. Nhà miền Nam, nhà miền Nam mái lá chia thành các vách, sân vườn rộng rãi, cây trái xum xê. Nhà có thể được xây dựng gần